yêu chơi bời kiểu qua loa rồi. Đến mức thì cứ phải rời, nó cũng sẽ rời đi đúng không? Xong rồi xung quanh mối quan hệ thì cũng toàn mấy bạn kiểu như thế. Tư duy các bạn ấy cũng thế, tính cách các bạn ấy cũng thế, tô xích như nhau. Mà thế có mịt, cảm thấy tương lai mịt mù quá. Không có một cái gì luôn ấy nhỉ? Tao cũng thế nhá. Tương lai tao cũng mịt mù nhá. Tương lai đéo ai cũng mịt mù thôi, nhưng mà chỉ đấy là mờ tịt hẳn, không còn một cái đường nào luôn ấy, nếu như mà cứ như thế này. Cái bây giờ chị là gái thẳng thì cũng không mịt mù lắm đúng không? Chị có thể kiếm được một thằng đại, một thằng nào đấy, thằng giàu, rồi thằng nghèo, rồi mới thôi, nói chung là thằng bình thường cũng được, nói chung là yêu thì đấy xong rồi cưới đúng không? Thế là cuộc đời chị đấy sau kiểu này người làm công nhân lương 3 triệu, 5 triệu nhưng mà người ta có chồng con, cuộc sống bình thường, ổn định. Ổn định, có thể là nhưng khó mọi người khác nhưng mà vẫn là một cuộc sống có đầy đủ gia đình các thứ. Nhưng mà giới tính chị ấy rồi đấy. Chị có yêu được cả con trai, con gái hay chỉ yêu được con gái thôi? Con gái thôi. Sợ là đông. Bạn thì khó. Khó lắm. Mà cái bọn LGBT ấy, bọn nó muốn sống với cuộc đời của chúng nó ấy, thì một là gia đình chúng nó phải giàu, thứ hai là chúng nó phải rất cố gắng. Giống như là mấy đứa mà hơn hốt, hơn giang hay trần đức bò đấy, chúng nó phải tự cho chúng nó một cái lối để chúng nó kiếm được tiền, để chúng nó thỏa mãn cái cuộc sống của chúng nó. Chứ bây giờ kể cả nhá, bạn của chị là con trai đẹp trai vãi chưởng, nhưng mà nó lại có xu hướng là con gái và yêu con trai, nó con trai yêu con trai, cái thằng livestream phải không? Nhưng mà nhìn cái thằng đấy nó rất chi là kiểu một là sạch sẽ, mà mày ơi nó là mẫu ảnh ấy, kiếm bao nhiêu tiền một tháng luôn, nhưng nó là được cái mã đẹp trai nữa, với cả nó biết phát triển bản thân. Mặc dù là kiểu tính khí của nó và cái học thức của nó cũng chỉ học cao đẳng các thứ thôi, nhưng mà nó biết kiểu cố gắng trong cái con đường mà nó chọn ấy. Đầu tiên thì cũng được quay book các thứ đâu, nhưng nó cũng kiểu tự tạo hình cá nhân, nhưng thế cũng có nhan sắc. Lúc đầu làm gì ai book, đi live trên gà đéo like, bởi vì nói thì